tủ, kệ cho phòng tắm, phòng vệ sinh hiện nay thì đang là nhu cầu lớn của rất nhiều gia chủ. Đơn giản vì họ muốn tăng tiện ích và tận dụng tối đa không gian của nhà vệ sinh của mình. Về chọn mua tủ kệ cho nhà vệ sinh thì cần lưu ý những gì và có các mẫu nào đẹp, tiện lợi nhất hiện nay? Blog Nội thất Đẹp mời các bạn xem hết video này nhé! Những lưu ý khi lựa chọn một tủ đựng đồ trong nhà vệ sinh. Thứ nhất, về kích thước kệ để đồ trong nhà tắm. Điều đầu tiên bạn cần phải chú ý khi lựa chọn kệ đựng đồ trong nhà tắm đó chính là khu vực và không gian đặt kệ trong nhà tắm như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn có thể ước lượng được kích thước phù hợp với không gian và chọn được sản phẩm hợp nhất. Thứ hai, kệ để đồ có cả tính năng giá treo. Đây có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Các sản phẩm kệ để đồ trong nhà tắm phải có đầy đủ các tính năng cần thiết. Điều này giúp bạn sắp xếp được những vật dụng cơ bản như là xà phòng, bông tắm, các chai lọ dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm, v.v. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn được cho mình một kệ tắm thông minh có giá đỡ ở góc tường. Bạn vừa có thể dùng chúng để treo khăn, vừa đặt được các vật dụng cần thiết ở bên trên giá đỡ. Đồng thời, các sản phẩm được treo ở trên tường sẽ giúp thoát nước, tránh rêu mốc. Điều này giữ cho sản phẩm được sạch sẽ và có sự bền bỉ với thời gian. Kệ để đồ nhà tắm có thiết kế thông minh, chứa rất nhiều tính năng tiện lợi, cho nên chắc chắn sẽ không gây được sự bất tiện khi sử dụng. Thứ ba, chất liệu kệ đựng đồ phòng tắm. Bởi vì môi trường trong nhà tắm khá là đặc biệt, vì vậy khi lựa chọn chất liệu của kệ để đồ cũng hết sức phải chú ý. Cho dù mục đích sử dụng của chiếc kệ là để treo khăn, dùng để mỹ phẩm, treo quần áo hay là để làm gì, thì cũng phải có được chất liệu phù hợp nhất bạn nhé. Và nếu bạn muốn đặt kệ ở dưới sàn của nhà tắm thì nên lựa chọn chất liệu nhựa. Loại này thì có mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt, lại có giá thành thấp, dễ lắp ráp, cho nên phù hợp với mọi không gian khác nhau. Ngược lại, nếu bạn dùng để treo trên tường thì nên mua những loại kệ bằng inox dành cho nhà tắm, kệ bằng kính, bằng nhôm, v.v. Những sản phẩm này thì có độ chắc chắn và khi treo lên cao và đặt đồ nặng cũng không sợ bị rơi hay là hư hỏng. Hoặc với những nhà tắm mà có diện tích rộng và được phân chia khu vực ướt và khu vực khô bằng vách ngăn thì bạn cũng có thể lựa chọn những mẫu kệ phòng tắm bằng gỗ để tăng thêm tính sang trọng cho không gian sử dụng. Số tầng tủ đựng của các vật dụng nhà tắm. Nếu bạn muốn tận dụng tối đa cho không gian của phòng tắm nhà mình thì nên chọn những sản phẩm được thiết kế từ 2 tầng trở lên. Và đối với kệ để đồ này, vừa có nhiều không gian để đựng đồ lại vừa tiết kiệm được diện tích của phòng tắm nhà bạn. Một số mẫu tủ đựng đồ trong nhà vệ sinh phổ biến hiện nay. 1. Tủ đựng đồ kết hợp với bồn rửa lavabo ở trong nhà vệ sinh. Tủ ngăn kéo cabinet kết hợp với bồn rửa lavabo hiện đại với rất nhiều kiểu dáng khác nhau, giúp che đi được đường ống nước xấu xí, đồng thời làm tăng thêm diện tích đựng đồ như là giấy vệ sinh, khăn, xà phòng, v.v. 2. Tủ gương đựng đồ nhà vệ sinh tiện dụng và sang trọng. Mới vừa nghe sử dụng chất liệu gỗ cho những chiếc tủ đựng đồ trong nhà vệ sinh khá là vô lý. Bởi vì môi trường ẩm ướt sẽ làm gỗ dễ bị mốc, điều đó là hiển nhiên. Thế nên chất liệu gỗ nhựa sẽ giải quyết được khó khăn ấy cho bạn. Lõi bằng nhựa, tuy nhiên với vẻ ngoài thì vẫn y hệt như chất liệu gỗ mà bạn mong muốn. Một chiếc tủ gỗ cửa kính là vật dụng luôn được chị em phụ nữ yêu thích khi được đặt ở trong nhà vệ sinh. Vừa có thể chứa đựng được rất nhiều vật dụng linh tinh, và có thể ngắm nhìn hình ảnh của mình ở trong gương vào mỗi lúc khi bước vào nhà vệ sinh để tắm rửa, make up hay là thay đồ. 3. Tủ gỗ đựng đồ trong nhà vệ sinh mang phong cách tân cổ điển. Tủ đựng đồ trong nhà vệ sinh được chạy các đường chỉ cánh tủ là điểm đặc trưng ở trong phong cách tân cổ điển. Sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc, chất liệu của tay nắm tủ kim loại đã đem đến cho nhà vệ sinh này một làn gió tân cổ điển cực kỳ sang trọng và sạch sẽ. 4. Kiểu tủ treo tường có cửa trong nhà vệ sinh, tối ưu không gian. Trong xu hướng hiện nay là thiết kế mọi thứ một cách tối giản nhất, tuy nhiên vẫn mang hơi thở của sự sang trọng, tinh tế. Và màu trắng chắc chắn là tông màu xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của mỗi người. Khi muốn mua hay là thiết kế một vật dụng ở trong gia đình, đặc biệt là tủ đựng đồ trong nhà vệ sinh để đem đến một cảm giác sạch sẽ. 5. Các mẫu tủ kệ đựng đồ trong nhà vệ sinh nhỏ và gọn. Với những nhà vệ sinh có diện tích eo hẹp thì việc lắp đặt các tủ gỗ để có thể đựng các vật dụng nhỏ nhỏ vẫn còn có thể làm vật trang trí là một điều rất là khó khăn. Tuy nhiên bạn đừng lo lắng, với chiếc kệ nhỏ nhắn này sẽ được thiết kế khá là thông minh, nhỏ gọn nhưng lại chứa được kha khá món đồ hữu ích cho căn phòng này đó.
tận dụng những khoảng trống phía trên ở toilet, trên lavabo, dưới lavabo hay là bất kỳ khoảng tường trống nào để lắp thêm những chiếc kệ treo tường ở trong nhà vệ sinh là một ý tưởng rất là tuyệt vời. Với những mẫu tủ đựng đồ trong nhà vệ sinh nhỏ gọn ở phía trên, nhà vệ sinh của bạn chắc chắn sẽ trở nên gọn gàng, tiện nghi và cuốn hút hơn. Trên đây là một số chia sẻ về cách lựa chọn tủ kệ trong phòng tắm. Hy vọng với những chia sẻ này giúp bạn lựa chọn được thiết kế phù hợp nhất cho phòng tắm của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé! Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nha! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ blog nội thất đẹp nha! Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.